Vì thế, nếu có người muốn hỏi, đặc biệt là những người đệ tử học Phật như chúng ta, bất luận tại gia hay xuất gia, người ta hỏi chúng ta, Phật rốt cuộc là gì? Phật giáo nhiều kinh điển như vậy, trong đó nói về điều gì? Quý vị phải đáp được. Phật giáo là gì? Phật giáo là giáo dục. Trong kinh Phật nói gì? Chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nói như cách nói hiện nay là triết học tối cao, khoa học tối cao. Những gì Ngài nói là chân tướng nhân sinh vũ trụ, cũng chính là ba hiện tượng mà khoa học và triết học ngày nay nghiên cứu: hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tâm lý và hiện tượng vật chất. Nó không phải mê tín. Nó nâng cao trí huệ chúng ta, nâng cao linh tánh của chúng ta, và tự nhiên nâng cao phước báo của chúng ta. Có trí huệ nhất định có phước báo, có phước báo không nhất định có trí huệ. Phật là người có trí huệ viên mãn, Ngài sẽ có phước báo viên mãn. Chúng ta muốn cầu trí huệ, cầu phước báo, nên đến đây để học tập. Trường học đó truyền dạy những điều này. Điều kiện thứ ba này Phật dạy chúng ta: đa thiểu tu thiện, hoặc nhiều hoặc ít, đừng quên phải tu thiện. Xa rời tất cả bất thiện. Tiêu chuẩn thiện hay bất thiện chính là Đức Thế Tôn nói kinh thập thiện nghiệp đạo. Kinh thập thiện nghiệp đạo chính là tiêu chuẩn. Điều đầu tiên là không sát sanh. Thật sự làm được không sát sanh, quý vị nhất định không được ăn thịt. Cho nên có rất nhiều người nghe câu này không dám học Phật. Vì sao vậy? Vì họ phải ăn thịt, không có thịt họ ăn cơm không nổi. Vì mạng sống của mình nên họ nhất định phải ăn thịt chúng sanh, cho rằng ăn thịt mới có dinh dưỡng. Hiện tại lời này có vấn đề. Ngày xưa thịt chúng sanh có thể ăn, bây giờ thì không thể ăn thịt. Vì sao vậy? Hiện nay thịt có độc. Những thức ăn gia súc của vật chăn nuôi này, quý vị xem thấy sẽ giật mình. Mấy năm trước, là 4-5 năm trước, cư sĩ Tề Tố Bình mời tôi đến Khánh Dân tham quan. Bà ta ở nơi đó xây dựng chùa Hải Đảo Kim Sơn. Khi tôi đến xem vẫn chưa hoàn chỉnh. Lãnh đạo ở đó rất hoan nghênh chúng tôi đến tham quan. Ngày thứ hai, cùng tôi đi xem căn cứ nuôi dịch. Quy mô rất lớn,
dẫn tôi đi xem. Trong đó có địa vị cũng tương đối cao. Lãnh đạo của căn cứ này đi tham quan cùng tôi. Tôi thấy đàn vịt nhỏ. Họ bắt một con để lên tay tôi, lớn bằng bàn tay tôi, dài như vậy. Vịt con dài cỡ này. Họ hỏi tôi, họ nói: Pháp sư thầy xem con vịt này sinh ra được mấy ngày rồi? Tôi đoán ít nhất từ 1 tuần đến 10 ngày. 7 ngày đến 10 ngày nó mới có thể lớn như vậy. Họ nói mới sanh hôm qua. Tôi ngẩn người. Mới sanh hôm qua, hôm nay đã lớn như vậy. Vịt này lớn lên bán ra thị trường tổng cộng bao nhiêu ngày? 2 tuần. Trước đây ở nông thôn tôi đã từng nuôi vịt. Khi vịt lớn đi bán, thời gian bao lâu? Gần nửa năm. Sao bây giờ 2 tuần là có thể bán? Chúng ăn những gì? Toàn là phân bón hóa học, chất kích thích, làm cho chúng phình ra. Những thứ này có thể ăn được sao? Họ nói với tôi, 1/3 vịt nướng Bắc Kinh là chỗ họ cung cấp. Tôi quay lại nói với những người cùng đi, không được ăn trứng vịt nữa. Đừng nói không được ăn thịt vịt, trứng vịt cũng không được ăn. Vì sao vậy? Chúng không bình thường, nên người hiện nay mắc rất nhiều bệnh lạ. Bệnh từ đâu đến? Cổ nhân nói rất hay, bệnh vào từ miệng. Tôi nghe các bạn đồng tu Đài Loan nói hiện nay nuôi heo 6 tuần, heo đã bị bán đi để giết, đã lớn rồi. Trước đây phải nuôi 10 tháng cho đến 1 năm, chúng mới có thể lớn được như vậy. Bây giờ 6 tuần đã lớn như vậy rồi. Như gà, vịt 2-3 tuần là được bán. Cho nên hiện nay không thể ăn. Tôi theo thầy Phương nhiều năm. Sau khi thầy qua đời, tôi thường hay đến nhà thầy thăm sư mẫu. Có một lần tôi hỏi bà, tôi nói: Sư mẫu, bà nghĩ tới xem, hiện nay quý vị ăn những loại thịt này, như thịt heo, thịt gà, với 40-50 năm trước quý vị ăn những thứ đó, mùi vị giống nhau hay không? Bà ta suy nghĩ khoảng 5-6 phút sau, nói với tôi: Không giống nhau, thật vậy. Chẳng những ăn thịt không giống nhau, chúng ta ăn gạo và rau tươi cũng không giống nhau. Trước đây rau rất thơm, mùi vị tươi ngon, bây giờ không còn. Chúng ta từ nhỏ đã ăn nấm, hương vị của nấm ở xa cũng ngửi được, mùi thơm thực sự. Hiện nay không còn. Bây giờ ăn cũng không có mùi vị. Chúng lớn rất nhanh, rất đẹp, nhưng không có mùi vị. Điều này có liên quan đến tu thiện nhiều hay ít? Có liên quan gì? Nhân tâm người xưa rất lương thiện, ảnh hưởng đến động vật lương thiện,
thực vật cũng lương thiện. Lương thiện, nó sẽ sinh trưởng một cách bình thường. Cho nên nó có năng lượng bình thường, nó có mùi vị bình thường. Hiện nay hoàn toàn là phản thường.
Hãy subscribe.